Xem gì? Như vậy xe Greg, Mark Greg kéo cân. BB sẽ người cân xe. Với chiều dài cân nốt Greg còn lại là ổn thôi. À đây là chiều dài, thế vậy chiều dài mới là người cân xe. Đôi voi rồi. Greg cân xe. Và màn hình máy của thủ BB là người cầm Mark C. Thế là người cân nốt Greg ở phía bên kia. Kéo này hơi cửa dưới tí thôi, không ảnh hưởng nhiều. Có voi đây rồi, có hiệu đây rồi. Đây bốn con hiệu chơi chơi vậy. Và chúng ta cũng tiếp tục quay trở lại với trận thi đấu này thôi. Vòng xe chiến thuật nhẹ nhẹ. Đây là màn hình máy của cái thủ BB là người cầm Mark C rồi. Chia dài đôi voi đây. Đang câu tiếp con voi về. Gố đầu gần. Thế như vậy là cũng ổn. Ba cây gố đầu gần 75 là được rồi. Cho cái bóng đen kia mọc ra cây gố nữa là quá đẹp. Alo, và chúng ta cũng tiếp tục quay trở lại trận thi đấu thôi. Quẩy bình luận viên cứng nhất của Game TV đang ngồi ngay bên cạnh tôi. Nhưng mà hiện tại thì mõm đang bị đau. Mõm đang có hiện tượng sưng trèo. Sau ngày hôm qua chắc làm công tác mõm nhiều, cho nên là hôm nay đang sưng trèo, cho nên là không thể bình luận được. Và chúng ta cũng tiếp tục quay trở lại trận thi đấu này. Kín rồi, thế như vậy sát mép bản đồ kín rồi. Bài khung đến được đến thủ BB. Và BB đang có hiện tượng muốn đánh cung à. Thế cũng được thôi. Chia dài người đánh ít dần lên sớm. Ui, ba vòi, bốn vòi. Sơ sơ có bốn con vòi rồi. À, bãi vào phụ. Bày hiệu cạnh bãi vàng. Thế gần nhau đến thủ bố 5. Và chúng ta cũng tiếp tục quay trở lại trận thi đấu thôi. Chiều dài đang có phá hiệu tương đối hay. Đấy đúng rồi, đẩy thật xa. Đấy. Đúng rồi. Chiều dài đang làm quá tốt nhiệm vụ của mình với con hiệu này. Một con đi thật xa, còn một con về gần với chiếc BS của mình. Đấy, BB của đối phương. Như vậy cũng gần BS của đối phương. Thôi nói chung là cũng được, tạm tạm thế. Và bây giờ chúng ta cũng tiếp tục đến màn hình máy con thủ BB xem khung được chưa. Úi giời. Greg 23%
sang bên kia lên sớm. Nhưng Greg là một bài dò rộng. Đây là màn hình máy của game thủ siêu dài 2-3. Ôm được bài này, tôi nghĩ là chip hoàn toàn có thể ôm được sang là chuyện bình thường thôi. Kích tầm này là ôm sang một cách hết sức bình thường. À, sang đánh cung. Sang đánh cung, thế này thì tỷ lệ win của mình là chặt rồi. Sang đánh cung. Tưởng đánh chém thì chip có khi còn sợ, chứ đánh cung thì chip hoàn toàn có thể ôm được bài này. Đây rồi, rồi, đây rồi. Chơi. Phang thôi, úi dồi, Sang còn lâu mới lên được. Sang yếu lắm, Phang Đông Dân thì đấu này thì yếu lắm. Tê có giáp, sơ sơ cái giáp. Như vậy dường như là lên rồi. Chết không? Tê sắp chết rồi. Phát nữa là nó chết rồi, chết rồi. Chính xác là đá hoảng. Câu giờ, câu giờ là BB. Đợi, đợi BB khung khung nhà. Rồi đẩy con quẩy lên. Con này rất lợi hại đây. Nếu chiều dài điều tốt con này. Này thì bò bế này. Này thì bò bế này. Quả này làm sao thoát được con quẩy này. Chỗ này quẳng hết dân luôn. Có bánh xe đến từ xe rồi. Nhưng một bài không nhiều lực. Gọi là có bánh xe thế thôi nhưng không nhiều lực. Đấy chặt cái gốc gỗ còn lâu mới dám đen BA ra. Chiều dài đánh quá khó chịu. Rất hay. Chơi luôn, chơi luôn. Rất tốt. Chiều dài đang đánh rất tốt. Đây là màn hình máy của cái thủ BB 26. Lọt con khe khẽ con ngựa giò. Khe 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 khe. Chip 25. Hơi sai rồi, hai đều. Hơi chán. Hơi chán pha lọt nhà.